bạn bè nhà người ta đi du lịch cùng nhau, ngoài khám phá các vị trí nổi tiếng, văn hóa, ẩm thực thì chụp ảnh check-in sang chảnh là một thủ tục không thể thiếu được. Chụp hình sang cảnh, thần thái ngút trời chơi đáng đồng tiền bát gạo để còn có cái mà lên mạng khoe với dân tình khi đi du lịch là mục đích quan trọng không kém những trải nghiệm khác. Ấy vậy mà chàng trai này lại nhận cái kết cay đắng khi nhận loạt ảnh check-in mà câu người chơi đi cùng chụp cho trong chuyến đi Đà Lạt 3 ngày 2 đêm của mình. Loạt ảnh check-in không thể vui nhộn hơn thu được lượt tương tác cũng từ phía cư dân mạng. Cụ thể, chàng trai Lê Thanh Hoàng Anh, 23 tuổi, đến từ thành phố Hồ Chí Minh đã đăng tải loạt ảnh chụp sau chuyến du lịch cùng câu người chơi thân có nickname Trangner. Điều đáng nói là, dù Đà Lạt luôn được biết đến là thiên đường chụp ảnh nên thơ hữu tình, một mét dung chụp được cả chục tấm hình so đít, nhưng chàng trai Sài Thành lại phải ngậm đắng nuốt cay ngắm nhìn thành phẩm thu được. Đến đâu cũng hí hưởng tạo dáng để có tấm hình đẹp, sắc thái sang chảnh ngút ngàn, thế nhưng quả thật người tính không bằng trời tính. Ảnh của Hoàng Anh tấm thì ngược sáng, hoàn toàn không thấy được người, tấm lại quá mờ vì bị EOS, có tấm lại nắm trọn khoảnh khắc biểu cảm khó đỡ nhất. Hoàng Anh đã cố tạo dáng hết mình, nhưng người chơi lại chụp cho hết hồn. Dù không muốn đăng ảnh gì quá xấu, nhưng Hoàng Anh do quá căm thù nên vẫn quyết bút loạt ảnh tố tay máy không có tâm chính là câu người chơi thân cùng đi với anh chàng. Bộ ảnh cực bá đạo của chàng trai này đang thu được hơn 40.000 lượt tương tác từ đồng đội mạng, đa số đều thải icon ha ha sau khi xem album của Hoàng Anh. Có lẽ nhiều người cũng từng là nạn nhân của một người chơi chụp ảnh không có tâm, mình chụp cho người chơi hết mình, người chơi chụp lại hết hồn, nên câu chuyện Hoàng Anh chia sẻ ngay lập tức thu được sự đồng cảm lớn. Hoàng Anh chia sẻ, mình với bé dạy người chơi đi du lịch Đà Lạt 3 ngày, nhân dịp sinh nhật mình. Ấy vậy mà nó chụp ảnh cho mình toàn những tấm xấu mù, không dùng được luôn. Kể cả ảnh chụp lúc tổ chức sinh nhật cho mình cũng bá đạo không tưởng, trong khi mình chụp cho người chơi thì lung linh, so đít, căn chỉnh từng góc sao chơi đẹp nhất. Mình tức lắm, nhưng mà biết làm gì được đây. Thì sau này nếu để dành được tiền đi du lịch nước ngoài, mình sẽ né bé dại này ra. Cùng một bối cảnh, trong khi câu người chơi trang nơi có loạt hình lung linh, chuẩn không cần chỉnh, thì Hoàng Anh ngậm ngùi khi người chơi chụp lại không thể xấu hơn. Theo chàng trai Sài Thành, anh chàng đã quen với việc thu được những bức ảnh khó đỡ như thế này bởi anh em Hoàng Anh ai cũng chụp không có tâm cả. Do đó, loạt ảnh check-in Đà Lạt lần này dù khiến Hoàng Anh tức điên người nhưng hoàn toàn không hề bất ngờ. Đây cũng là lý do mà mình hiếm khi đăng ảnh khi đi du lịch bởi anh em mình toàn là những đứa chụp hình thiếu tâm huyết thôi. Chính Sài Thành nói. Mặc dù rất đồng cảm, chia sẻ với nỗi buồn không của riêng ai này, dân mạng cũng không khỏi bật cười trước loạt ảnh vui nhộn mà chủ nhân câu chuyện chia sẻ.